Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái sự kiện của AppVOD đang được diễn ra. Nếu như anh em đang chơi cái ứng dụng này đi tuyển rep á, thì bạn sẽ được gấp 3 lần cái điểm VOD. Có nghĩa là nếu trước kia anh em đi tuyển rep anh em chỉ được là 10 VOD đúng không? Thì bây giờ anh em tuyển rep sẽ được là 30 VOD. Còn những người bây giờ mới tạo tài khoản thì sẽ nhận được 10.000 miễn phí nha. Thì ở đây nó có nói này, bạn bè của bạn nhận được miễn phí là 10.000 Việt Nam đồng để nạp tiền điện thoại khi họ đăng ký bằng mã giới thiệu của bạn. Đó. Thì ở đây anh em lúc tạo tài khoản là nên nhập cái mã giới thiệu của mình nhá. Cái mã giới thiệu của mình là góc bên phải này, đây, LVT246. Khi mà anh em tạo tài khoản á thì anh em có thể là thay đổi cái mã giới thiệu của anh em được nhá. Đó. Thể lệ và điều kiện của nó này. Khuyến mãi này chỉ dành cho những người dùng đang sống ở Việt Nam và có số điện thoại Việt Nam nhé. Khách hàng mới phải hoàn tất quy trình đăng ký ứng dụng VOD và trở thành người dùng. Người giới thiệu sẽ được thưởng 30 điểm VOD cho mỗi khách hàng mới, tối đa là 10 lần mời mỗi ngày. Có nghĩa là nếu như mình đi tuyển rep thì một ngày mình chỉ mời được 10 người thôi. Còn miễn phí Việt Nam đồng cho 300 khách hàng mời đầu tiên. Có nghĩa là cái sự kiện này nó chỉ giới hạn 300 người thôi nhá. Nên khi mà anh em xem video này của mình á, thì nếu như ai chưa chơi á, thì có thể tạo tài khoản đi. Bạn sẽ nhận được 10k nếu như mà bạn nằm trong danh sách là 300 khách hàng đầu tiên nhá. Và VOD có quyền giữ lại tiền thưởng hoặc khóa tài khoản người dùng nếu phát hiện gian lận. Có nghĩa là nếu như bạn gian lận thì bạn sẽ không được rút tiền. Mọi quyết định cuối cùng thì về phía app thôi. Đấy, chúng ta không thể biết được. Khuyến mãi này chỉ có giá trị từ ngày 27 tới 29 tháng 5 2019 nha anh em. Thì hôm nay là ngày đầu tiên. Thì ở đây anh em thấy là 300 khách hàng đầu tiên, nghĩa là 300 cái slot để anh em kiếm 10.000 thôi. Anh em nghĩ nó nhiều nhưng mà không phải nhá. Nó nói là 3 ngày về thôi, chứ thực chất là 1 ngày hoặc là hết ngày hôm nay là mình nghĩ nó đủ 300 người rồi. Đấy, nên khi anh em xem video này của mình nhá, làm nhanh đi. Thì về cái sự kiện mà để kiếm 10k từ cái VOD này, nó tổ chức rất là thường xuyên. Và trước kia mình đã cũng từng nói anh em rồi, nếu anh em nào mà bây giờ mới tạo tài khoản á, thì có thể là xem lại video cũ của mình. Trước kia mình có từng là hướng dẫn cách tạo tài khoản này, rồi cách nhận 10k này, cách sử dụng 10k ở trong cái ứng dụng này rồi. Anh em có thể xem lại nhá. Lúc mà anh em tạo tài khoản xong á, VOD nó sẽ nhắn tin cho anh em một cái mã code để anh em sử dụng nó để đổi thưởng. Không biết là bây giờ nó có giống vậy không, chứ trước kia là mình tham gia nó vậy đó. Đó là cái sự kiện mà kiếm 10k từ ứng dụng này. Cái thứ hai á, là app này anh em cũng có thể là kiếm được cái VOD Boy này. Và cái đồng VODX này mình đã từng nói rất nhiều rồi nha anh em, có thể là tham khảo các video cũ của mình. Ở đây á, chúng ta có thể là kiếm các VOD Boy này để chúng ta đổi thưởng nha. Mình sẽ vào phần đổi thưởng mình nói sơ qua luôn. Tại vì ở đây á, mình không có một cái app mới để mình kỹ phạm cái phần mà lấy cái mã code, nên mình sẽ nói sơ qua thôi. Chúng ta sẽ vào phần là đổi VOD Boy. Mình vào phần là nạp tiền trả trước, nạp tiền điện thoại cho bạn. Ở đây mình sẽ bấm là nạp tiền ngay. Đó, ở đây nếu như anh em mà có cái mã, ở đây nếu như anh em lần đầu chơi đúng không, anh em đang có cái mã là được 10k miễn phí, thì anh em sẽ chọn là 10k nhá. Ở đây thì mình sẽ nạp 50.000 vào máy, thì mình sẽ chọn là 50.000. Sau đó phía dưới cùng chúng ta bấm vô tiếp tục. Rồi ở cái phần là áp mã khuyến mãi này, thì khi mà anh em tạo tài khoản nó sẽ gửi cho anh em một cái mã là 10k miễn phí đúng không. Nếu như không có thay đổi thì sẽ là vậy, thì anh em nhập vô đây và bấm áp dụng là được nha. Còn phía dưới thì bây giờ mình đang nạp 50.000 từ cái VOD Boy này. Đó, thì mình sẽ chọn là VOD Boy. Phí của nó sẽ tăng lên 4.000, có nghĩa là mình phải chi ra 54.000. Mua toàn bộ bằng 2.292 Boy. Mình đang có 2.800 thì mình sẽ đủ nha. Mình sẽ bấm thanh toán. Rồi, mình đã thanh toán thành công nè. Chúng ta sẽ bấm mũi chữ xem chi tiết để xem số tiền. Mình đã mua 50.000 tiền điện thoại bằng 2.000. Đó, tiền đã về rồi anh em. Mình đã có là 1.387.000. Đó. Nó đã cộng ngay lập tức nha anh em. Rồi, mình sẽ quay ra. Đó, thì với cái ứng dụng này anh em có thể là kiếm các VOD Boy bằng cách này. Chúng ta đến cái phần là đâu rồi? Đây VOD Boy đây. Đây, kiếm thêm VOD Boy. Bằng cách là anh em sẽ làm các cái nhiệm vụ này. Hiện tại thì nó đang được x3 cái nhiệm vụ mời bạn bè. Nếu như bạn mời một người thì bạn sẽ được là 30 VOD. Còn cái người bạn mời sẽ được là 40 VOD này.
thực hiện cuộc gọi cũng được Vodiboy nữa, nhưng mà được khá ít ha. Thì cái app này mình thấy được ít nên mình cũng không chia sẻ nhiều, nhưng mà được cái nó uy tín nha anh em. Đó thì mình đã nhận được một tin nhắn về này đây, nạp tiền di động 50.000 tình trạng thành công, đó tiền đã về. Ok, ứng dụng này chỉ có thế thôi. Kiếm Vodiboy thì ít lắm anh em, nhưng mà chủ yếu là nếu anh em mời được bạn bè thì sẽ được nhiều nha. Còn cái quan trọng nhất ở đây vẫn là những bạn mà chưa chơi ứng dụng này tải về tạo tài khoản, thì nếu mà nằm trong danh sách 300 người thì bạn sẽ nhận được 10k miễn phí nhá. Được rồi, video này mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.